Chẳng làm trong bóng
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Bồ Tát Bà Bồ Đà Bồ.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.
Tôi cắt hết những cái thời gian đi kinh hành để
tôi giải quyết những cái vấn đề mà thiện pháp. Cô Diệu Khai liên lạc với một đi sư ở Việt Nam là cái người mà thầy đang lo cái chuyện phục sanh của chúng ta xuất từ cái quỹ của chúng ta đã gửi thiện về đó. Thì mùng 2 Tết phục sanh, cá trê là 6.720 con, cá chim 6.500 con, cá mù trắng 375 con, cá chép 720 con. Tổng cộng mùng 2 Tết là 14.315 chúng sanh. Sang tới ngày mùng 3 Tết, cá rô phi 1.260 con, cá hường xanh 523 con, cá trám cỏ 481 con, cá dồ ném 34 con. Tổng cộng ngày mùng 3 Tết là 2.298 con. Tổng cộng ngày mùng 2 và ngày mùng 3 Tết là 16.613 chúng sanh nhờ trai đàn Việt sư mà đã được thoát chết. Riêng ngày mùng 4 thì bên nay chưa có tổng kết, chờ ngày mai đọc. Quý vị thấy cái số lượng này mình ở bên Mỹ không thể nào làm được. Thành ra số tiền chúng ta trích từ cái quỹ phóng sanh và do cho một ni sư đang làm chuyện đó, mà thầy không có nói tên ni sư, nó nói ra là họ bị giam miễn. Thành ra quý vị bảo đảm là cái chuyện này rất là tốt. Thầy cảm ơn. Riêng vấn đề là khi tôi giảng pháp xong rồi, chút nữa những người tài xế mà lái ngày hôm qua nó có hiện diện trong đây, thì tôi nhớ là bên đây còn có ông lý trưởng, trưởng làng là Đỗ Hữu Thiện Tâm. Ủa, lý trưởng không có lái hả? Dạ, với lại dạ. Với ai nữa? Hoàng Hùng. Ông gì? Dạ, ông thầy Chicago đặt tên Quảng Hùng. Quảng Hùng. Rồi kế đó là Minh Lao. Rồi đó Diệu Hảo. Thì chút nữa gần phòng tôi sẽ dành cho quý vị 30 phút. Tại vì hồi sáng này rất nhiều đệ tử ở các nơi họ gọi điện thoại cho thầy, họ nói là xin thầy cho cái feedback. Tại vì feedback tức là cái ngồi lại cuối cùng mà của những người mà họ đi đây ngày qua, cái phái đoàn mà quân cánh chính Việt Nam Cộng Hòa mà họ lên là thăm làng mình á, thầy ra họ sẽ có cảm nghĩ như thế nào. Tại vì trên đường đi đó, họ ngồi họ nói chuyện thì chỉ có những driver, những người mà trong ban đưa đón á thì mới nắm được cái đó, đúng không? Hầu như họ đều có nói chuyện hết, phải không chú Thiện Tâm? Thì cái đó đó, thì bây giờ sao quý vị muốn nghe cái đó trước hay nghe pháp trước? Nghe pháp rồi, đó chút là tại cái đó tôi nói cho bên kia, bây giờ nghe pháp. Thì bây giờ ở trong này có một số Phật tử họ hỏi tôi thế này, để vấn đề này là giải quyết, tôi giải quyết này. Ở trong này nó cũng nằm trong cái đề tài là si mê và giác ngộ. Thì hỏi Phật tu niệm Phật có phải là pháp môn tu để đè nén tham sân si hay không? Có phải là mình dùng câu niệm Phật để đè nén khi mình nổi sân, nổi tham, nổi si? Có phải nó chỉ hữu hiệu giúp mình thanh tịnh khi có thượng duyên, còn khi nghịch cảnh đến, tham sân si vẫn nổi dậy như thường? Câu hỏi này của một Phật tử tu tịnh độ, quý vị lắng nghe thì nhập lại nha. Bạch thầy, pháp môn tu niệm Phật có phải là pháp môn tu để đè nén tham sân si không? Có phải nó chỉ hữu hiệu giúp mình thanh tịnh khi có thượng duyên, còn khi nghịch cảnh đến, tham dân si vẫn nổi lên như thường? Quý vị nghĩ sao về câu hỏi này? Tức là quý vị nói cái người này họ nói rằng mình dùng cái niệm Phật để mình đè cái niệm sân, mình thấy cái món đồ tham mình niệm tham, nhưng mà họ nói là chỉ trong thượng cảnh thôi, chứ mà nghịch cảnh á thì nó vẫn nổi lên như thường. Chúng ta phải phân tích. Tôi nói thí dụ bây giờ chúng ta nổi sân, phải không? Chúng ta nổi sân á, mà ở trước đại chúng á, thì chúng ta dùng câu niệm Phật chúng ta đè chừng ba cái đó là nó hết sân, vì chúng ta sợ mất mặt, phải không? Nhưng mà khi ở nhà với ông xã bà xã của mình á, mình niệm tới 10 niệm cũng không thấm gì hết rồi. Tại đó là ở đây á, là thượng cảnh. Thượng cảnh là tại vì có bạn đẹp, có bạn có thiện thủ thiện thích, mình sợ. Thì ra mình vì cái bản ngã của mình. Quý vị đồng ý không? Ở đây á, hai vợ chồng cùng vô tu. Tôi phân tích cho quý vị nghe vấn đề này rất chói nè. Hai vợ chồng cùng vô tu ở đây, nhưng mà ngày thường á, thí dụ như ông xã nói một câu á, là ở nhà đó là mình niệm, mọi người là mình niệm Phật không có phê luôn.
mình niệm có 10 tiếng cũng không phải mình tức quá, cũng còn giận, thì chạy lên bậc Phật tụng chú Lăng Nghiêm, tụng chú Lăng Nghiêm cũng còn giận luôn, thành ra là phải tụng qua tới lên Đại Bi là tụng tùm lum hết, thấy không? Tức là coi như là ở kiểu như đầu tiên á, ở nhà đó mà ông xã nói một câu á, mình nói mình tham lên hay nói mình sạch lên, thì bắt đầu mình uống Tylenol một viên không hết, tôi lên không gì mà uống cái bắt đầu chơi hai viên không hết, tức là qua tới chơi chú Đại Bi bắt đầu chiếc mình đến tới chú lịch là chơi trụ sinh luôn, phải không? Chơi trụ sinh luôn hết rồi bắt đầu lấy lương hoàng sám ra luôn, là như vậy đó, là sử dụng hết tất cả các loại thuốc, nhưng mà cái thuốc nào đó uống nhiều nó nhờ không có gì nó lợn, thành đó kêu là ở nhà đó là ở trong cái nghịch cảnh, là tại vì mình không có thiện thủ tri thức thì mình coi như là mình không có sợ, nhưng mà ngược lại hai vợ chồng vô đây cũng một cái câu nói đó, thì ông chồng nói bà vợ bắt đầu niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật là xong rồi. Tức là coi như là nè, phải không, mình phân tích cho kỹ nè, phải không? Thành ra chúng ta thấy đó, nhổ cỏ là nhổ tận gốc, thì cái câu nói của cái người Phật tử này đó, quý vị lắng nghe này, đi tiếp tục hỏi thứ hai, à, pháp môn tịnh độ giúp ích gì cho người tu thiền? Ngược lại, tu thiền giúp ích gì cho tu tịnh độ? Quý vị biết cái người này đó, khi mà đặt câu hỏi này đó, họ là một người thiền. Thành ra họ đặt câu hỏi này đầu tiên mình nghe rất là hay. Nhưng mà sau cùng đó, ở đằng sau này có một cái mỉa mai. Tức là cái ông niệm Phật đó là niệm thôi, nhưng mà chỉ được thượng cảnh thôi, chứ nghịch cảnh đó thì không có về. Mà thượng cảnh là sao? Thượng cảnh có nghĩa là khi mà ở trong chùa, khi mà có bạn đồng tu, thì thủ tri thức thì chúng ta niệm vài cái là xong à. Bây giờ đồng ý không? Bây giờ tôi nói thẳng cho quý vị nghe, như hồi xưa đó bác bao nhiêu có đứng rồi nè. Ví dụ nó ông trước mặt mà đơn vị đó, nó ba gai, ông giết liếc cái là nó sợ rồi. Hai nó không có lộn nhau, nhưng mà khi giác mặt ông điều chỗ nào là nó muốn bắn nhau là có không? Tức là nghịch cảnh. Thì bây giờ nghịch cảnh là gì? Những cái lúc mà mình làm ăn thất bại, những cái lúc mà mình bị thua bài thua bạc, những cái lúc mà con bệnh vợ đau rồi gây gỗ, rồi những cái lúc mà mình đang nằm trên giường bệnh, thì ý cái người này nói câu niệm Phật này không có tác dụng. Quý vị lắng nghe, họ đặt cái này, họ là người đi tu thiền, họ đặt để họ tìm cái lỗi của mình tịnh độ mình đó. Quý vị lắng nghe, pháp môn tịnh độ giúp ích gì cho người tu thiền? Ngược lại, tu thiền giúp ích gì cho tịnh độ? Thì bây giờ trước khi tôi trả lời câu này thì tôi đặt câu hỏi. Ở bên thiền tâm á, nó có là coi như là 10 bức tranh trăng trâu, đúng không quý vị? 10 bức tranh trăng trâu, thì cái bức tranh đầu tiên á, là đi tìm con trâu, tìm con trâu, mà trâu có nghĩa là tâm đó, à, tìm cái tâm, à, mà cái tâm mình á, bức tranh đầu tiên là tìm con trâu, à, mà tìm ra con trâu tức là tìm ra cái tâm, nhưng mà tìm ra con cái tâm này nó trâu đen. Trâu đen là tại sao vậy? Tại vì á, trong cái tâm này á, nó toàn là ma tánh chứ không có Phật tánh. À, thành ra đó, mà tìm được con trâu rồi đó, không có dễ đâu. Tìm được nó rồi đó, nhưng mà con trâu này nó không nghe lời mình. À, mình biểu đi chùa, nó chạy. Mình biểu được nó giận, nó chạy. À, cái tâm mình nó biểu nè, nói được giận mà nó vẫn giận nè, à, thấy không? Rồi mình biểu là, mình là con trâu này là lâu nay là con trâu đánh bài. Con trâu đen là chuyên môn vô sòng bài. Mình chạy ngay cái sòng bài cái, mình biết đừng có chạy vô, nhưng mà con trâu nó ủi vô nó cũng không, mình chạy sao mới đi trước. Tức là tại sao trâu đi trước? Tại vì có khi nào mà quý vị đi shopping á mà con trâu đi sao quý vị không? Con trâu là cái tâm. Bây giờ quý vị đi ngang á, quý vị còn ngồi ở ngoài đây nè, nhưng mà on sale, Messi on sale 70%, thì con nào đi trước? Con trâu đi trước hay mình đi trước? Con trâu nó chạy trước, thì lúc đó dự định nó quẹo vô on sale, mà dự định nếu như on sale chạy vô liền, Diệu Hảo xeo liền, thì con trâu, một con trâu mà chạy, quý vị thấy coi trong phim á, một con trâu mà nó chạy hướng nào là cả bạn đàn trâu chạy theo. Quý vị coi những cái phim mà thú vật á, tự nhiên bên bờ bên đây không ăn cỏ, tự nhiên một con nhào xuống cái sông mà cả bạn chạy theo, đúng không quý vị? Rồi dưới bị cá sấu giật nó chạy cả bầy vậy đó, thì trong này á, một con trâu điên chạy là mấy con trâu dại chạy theo, có rõ không? Quý vị thấy rõ chưa? Bây giờ mình phân tích nè, bây giờ tôi phân tích từ thiền tông với tịnh tông tôi đưa vô nè. Thì như vậy cái tâm chúng ta đó, con trâu nó chạy, mà con trâu nó chạy vô đó một cái rồi đó, phải không? Thì lúc đó mình hiểu đạo, nhưng mà nó kỳ quá, mình giữ cái giới sư phụ, cái giới thứ sáu cơ bản, có không quý vị? Có nhiều người nghĩ vậy đó, thì bắt đầu nhưng mà chạy, nhưng mà cái kia một con trâu thì không nói gì, mà đi trong đó có thêm hai ba con trâu nữa đó. Thì xôi, không sao vô chơi chút, sao lại biết sư phụ biết đâu. Bắt đầu đậu vô rồi, thì vô đây rồi đó, cũng có người phải dịch ra.
Nhưng mà con trâu nó vô đó rồi đó, thì cái chuyện sao là trong Đỗ Thiện Tông gọi là gặp lúa ai ăn đó, tại vì mê rồi, lúc đó là kéo máy rồi thấy vui quên hết rồi, cho tới mà. Bởi vậy khi mà tôi nói là mình đi tìm trâu á, là mình biết cái tâm mình nó phòng tránh hẳn như bây giờ đó. Tôi nói thật có gì chẳng hạn như mình muốn ăn thua đủ với một cái người nào đó, là mình phòng con trâu điên đi trước, đó, mình mới chạy theo. Thành ra cái tâm chúng ta đi trước, quý vị nhớ này. Không có khi nào mà cái thân chúng ta đi trước cái tâm được, cái con trâu được, cái trâu nó đi trước chúng ta. Khi mà mình yêu một cái người nào, mình thương một người nào đó, là con trâu nó đi trước, rồi nó thích, rồi bắt đầu nó nhảy vô. Thành ra khi mình một thời gian đâu rất là khó, cho tới khi nào mà quý vị bắt được con trâu rồi đó, nó phải xỏ cái mũi vô bằng cái sợi dây. Thì người tu thiền họ xỏ bằng cái gì? Họ xỏ bằng giới luật, giống như là thầy trò chúng ta vậy đó. Bên tỉnh đó cũng vậy. Đầu tiên chúng ta hở đi đâu, chúng ta cũng nổi sân nổi hận. Nghĩa là cái niệm chúng ta hàng ngày, túc chúng ta chưa đến trình độ, chúng ta tính toán này, hơn thua này, phải quấy này, những cái niệm đó là những niệm nó lăn xăng ở bên trình độ. Thành ra đó, một thời gian chúng ta đến chùa, ta đến chùa đầu tiên là hòa thượng ông nói cái gì? Ăn chay đừng tháng mấy ngày con. Và nó dạy con chưa ăn chay, nó thôi giờ ăn tháng là lụt chay đi, ăn tháng 6 ngày. Ăn tháng 6 ngày rồi mà con trâu ăn chay hai tháng 6 ngày cũng chưa có tu. Rồi nó thôi từ cái mình vô mình thấy bên kia ăn 10 ngày cái thập trai. Thập trai cái từ lên là coi như ăn coi như là một bộ viên cái làm tháng 7. Rồi ăn luôn cái thượng quân, hạ quân, rồi tới ăn chay trường. Thì như vậy đó là bắt đầu chúng ta cũng phải cột cái tâm chúng ta bằng cái ăn chay. Rồi kế đó là tụng A Di Đà, rồi niệm Phật. Mà đầu tiên nó cho nhiều quá được thành con cá quả thượng, nó thôi niệm Phật đi con. Thì khi bắt đầu mà chúng ta mà đến chùa mà biểu niệm Phật chúng ta không có niệm đâu. Mà vô chùa cái đầu tiên á là dụ, có trình độ là dụ, phải không? Dụ là vô đây nè, vô đây đi rồi là thầy chỉ cho cái này chỗ kia sinh ra, như tôi dụ cái gì bằng cái gì, dụ bằng coi bói đó, ví dụ vậy đó, phải không? Tức là treo cái miếng cỏ. Bây giờ biết không, bên Thiền Tông nó có con trâu mà nó kéo xe đó, mà muốn cho nó đi thì sao? Thì người ta treo một cái bỏ cỏ ngay trước cái đầu xe đó, thì con trâu nó đi tới đâu á, là cái bỏ cỏ treo đầu xe, thì tôi cũng treo, thì tôi dụ tôi đâu có giải liền. Vì thế không, mình treo cái cỏ, mình câu thì bà con cứ chạy thấy mà vô tình nó ở nó chờ ăn cỏ cái nó nghe pháp. Thành ngày qua có khoảng 5 đứa nó nói, nó coi xong rồi biết không, tôi giải nó rồi nè, mấy cái giống này đó. Hỏi lo, nó lo biết sao, nó tự nhiên nó không coi thôi. Bây giờ coi cái thầy nói nè, năm nay kế đô nè, tháng 3 không xa chồng, xa cha, mà cha này sắp về Việt Nam, con lo quá, con chừng nhớ con nhỏ. Tối là ngủ nghiêng, cái tôi ngồi tôi cần lắm thứ hai, thì trong đó năm đám là chỉ có đứa tốt thôi. Mà nước tốt rồi đó thì nó lại cũng lo khác nữa, hỏi sao lo. Nó nói đúng thầy, con mới sang cái tiệm mà thầy có năm nay nó năm rồi là làm gắn ghế gắn đồ hết 100,000 lỗ vốn, mà năm nay lời mà thầy biết không, lời á mà bây giờ con á cũng kẹt bà già con á mà bệnh con phải đi về Việt Nam 6 tháng, mà cái thằng bạc nơi chứ con thế nào, trời ơi lúc lỗ đó thì mình hưởng, mà lúc lời bây giờ mình phải về lo Việt Nam, thế bây giờ khổ không, phải không? Bây giờ thấy rõ không? Thành ra tôi nói á, bởi vì Phật không cho coi mới là vậy đó. Quý vị mà không coi, quý vị không có lo gì hết á. Mà coi rồi là mấy đứa về nó hỏi, bây giờ có làm sao thầy, ăn không yên, ngủ yên, quý vị thấy rõ chưa? Thành ra, cái đó là, tôi giới thiệu thí dụ cho quý vị bây giờ đó. Quý vị đang ngủ ở đây, hả? Bác Minh Như là Vũ Như đang ngủ trong phòng mình, ngủ tập thể đó. Bây giờ quý vị ngồi ngủ chung bây giờ, ở trong lòng Vũ Như, nhà Liễu Như bây giờ nó có 6 mạng đó. Ở trong cái Liễu là coi như là bà Diệu An sát thủ là 1 nè, Dụ Định Sổ Sửa là 2 nè, Liễu Như Bình Mỹ là 3 nè, rồi cái con nhỏ gì mà hôm qua kia là bị sổ thế nữa là 4 nè. Rồi nhỏ nào đi thế đi cầu cho con là 5 nè, những người nữa là 6 nữa, phải không? Nhưng mà ở trong đó đó có con nó ngủ trên cái giường trên, đúng không quý vị? Trong đó có giường đôi, có không? Ai ngủ giường đôi? Bà Dụ Định mới ngủ giường đôi. Ủa, bà ngủ giường đôi có ngày mới đẹp sắp chết à? Ai ngủ trên? Con ngủ trên. Rồi thầy thí dụ đi. Nhưng mà mỗi lần vô á, con thì mới qua mà cũng lần đầu con đi, con coi lần vòng, thành ra tới chừng gần sáng con mới mò về. Nhưng mà quý vị á, rất là bà Dụ Định mới, tao khó ngủ lắm, thấy không? Tao có cái tật là đi xa tao khó ngủ á. Thành ra là dỗ giấc ngủ. Nhưng mà bác cái trong con nhỏ này đầu tiên nó về bà Dụ Định vô ngủ đó, thì nhỏ này nó có cái tật là nó mang dài mang dép, rồi nó bước vô cái nó leo lên, nó mang leo lên cái nó quăng cái rằm cái bà Dụ Định chụp mình, phải không? Bà Dụ Định mình nói, nhà cô sáng bây giờ nó cũng canh cũng có ngủ được, nhà nhà cũng có dỗ con nào cái rằm, thì ngày mai nhỏ này cũng đi vòng nó chơi nữa. Thì cái hỏi Dụ Như ơi, nhỏ đi về chưa? Hỏi chưa.
rồi bà cứ thò cái sờ. Nhưng mà kỳ này con nhỏ này nó lại không có dục dài, mà nó nói con có tật là con phải mang dài con ngủ lên để nó nằm rồi bà ngồi cái nó ngủ rồi nó đem đường mang gì kỳ quá, nó mua quăng chiếc rầm cái thứ bà giật mình lại, bà giật mình lại bà nó ngủ rồi, bà nằm chờ cái chiếc thứ hai đó. Mà nó con ơi chờ quá, mẹ nó chiếc thứ hai cho rồi đi, thấy không? Bây giờ thấy rõ chưa? Thì coi bói cũng vậy đó, thà là cái gì nó đến cái đó mình quăng cái rầm mình giật cái, còn cái ngồi cái chờ cho con nhỏ này nó quăng cái dài để mình khỏi giật mình là vậy nữa. Thành nó coi bói nó không có lợi đâu. Tôi thật sự như vậy đó, tôi giả cho thôi cho mười mấy tên đó, thì trong cái sáu tên về đó mà gặp mẹ xấu á thì ngủ không yên, cứ hỏi giả sao cúng sao cứ hỏi hoài. Còn cái đứa mà trúng bắn á thì nó bây giờ khổ quá, sợ bây giờ cái tiệm neo khá mà giờ con tiệm nó ngay cái kiến ăn gian sao, phải không? Thành ra mà tôi mà cứ mà nghe nó càng tốt tôi còn rẻ thêm hơn cái tiệm này, mày muốn kiếm nhiều lắm, phải không? Phải không? Mà cần có cái trình dân, có mấy cái người coi như là tiểu nhân hãm hại, phải không? Cái nói thầy diễn tả cho tiểu nhân đó là sao, tôi nói à, nhỏ đó nè đeo hột sò đeo tay không, sao thầy đúng vậy, thì không nhỏ tiệm neo nào cũng đeo sò. Rồi cái miệng nó làm sao, cái miệng nó nhỏ nhỏ đúng quá, mấy đứa nó ngồi mà nó ngồi nó làm neo, nó cứ nói lên định đó, how are you today. Nó làm neo không thì nó phải ngọt ngào, nó phải đon đả, thì đầu tiên cái bụng bị bàn vô làm thế thì nó nhỏ tết. Thấy nhỏ nào mà thiệt thích nhiều, hi ma'am, how are you today, are you okay. Nó đúng quá phải không? Rồi hỏi sao nữa thầy, nhỏ này nó mặc đồ hiệu đúng quá, nó mặc cái bóp, nó xách cái bóp hai ngàn đúng quá, còn đó rồi chỗ con làm bây giờ muốn tính sao thầy, nó tính sao bây giờ lấy cái chú này về làm sao, cái chú này ha, mà con bây giờ con lo cho má con ha, thì bên này đó con cứ tụng cái chú dược sư này đi, hỏi xong hả, ví dụ như con canh á một ngày bên đó cái tiệm con mà con gọi về đó hả, mà ví dụ như con thấy mà con hỏi cái người mà ghi số hẹn á hả, mà hả cái một người khác vô là con tụng cho thầy á là coi như là bảy biến, mà hai người khác con tụng coi như tiên là dưỡng đứa sư dưỡng thôi, vậy được hả, được hả. Vì tôi gạt đó. Con làm sơ lên, mà bây giờ con không biết sao là cái rau này năm nay thì coi con hả, sao một đứt ngon ha, sao một đứt là coi như là cái sao này rất là ngon lành. Thầy ơi, con mới vừa sang cái rau mà con không biết là nó cái rau này ở San Jose, cái rau này con đi coi là cái rau này cũng được ngàn mấy chạy từ Cupertino chạy San Diego vô mấy cái hãng mà sinh sống, từ nó chăm sẽ bán với bà San Jose. Giờ xong tôi nói yên chí đi, bây giờ mà con mới vừa sang cái rau này mà con bạc nơi với cái bà đó, phải không? Mà cái bà này đó là con biết thầy coi trong này mà có hai bà mặt nơ, mà cái bà nào sẽ tiểu nhân mà lấy số tiền của con, thầy nói năm nay là con sẽ trúng mà bị cái coi như là tháng 3, tháng 9 là nó sẽ chơi con, nó lấy tiền cái đồ hổ xô cũng té, mình đi xe lên nó lái qua nó lại thấy nào hổ xô cũng té. Quý vị phải cái tiền sửa xe lăn thầy biết, mình lên mình sửa tủ lạnh cho nó, mà mình ngồi mình chết tủ lạnh.